gì đâu mà kêu to thế. Sao cô lại ở đây ạ? Nhà cháu lại mất trộm nữa rồi, có báo công an đi ạ. Không phải trộm đâu, chiều nay mẹ cháu đến đây dọn hết đồ của cháu đi rồi, bảo là mua cho cháu một cái chung cư gớm. Nhà giàu như thế mà lần trước thuê nhà cứ kỳ kèo với cô vài đồng bạc. Mẹ cháu đến đây ạ? Ừ, bà ấy gửi địa chỉ cho cháu đi này, bảo gọi điện mãi cháu không nghe máy. Cháu kiểm tra xem đồ đạc còn gì không thì mang nốt đi nhá. Cô đi đây. Con đến rồi à? Con đến lấy đồ ạ. Lấy cái gì mà lấy? Sướng không biết đường hưởng. Lớn rồi, động não tí đi, đừng chọc điên mẹ nữa. Con đã định gọi điện thoại cho mẹ để hai mẹ con mình nói chuyện với nhau. Con cũng đã định làm theo lời của mẹ, nhưng khi con vừa về tới nhà thì mẹ tự ý chuyển đồ của con đi. Con nghĩ mẹ sẽ không bao giờ thay đổi được ạ. Đằng nào thì con cũng định rồi, vậy thì ở lại luôn đây đi, có sao đâu. Mẹ không hiểu ý của con ạ. Mẹ can thiệp một cách thô bạo vào cuộc sống của con, mẹ ép con phải làm theo ý của mẹ. Mẹ chả hiểu cho con một tí nào cả. Vậy con đã hiểu một chút nào cho mẹ chưa? Bao đêm mẹ mất ngủ, rồi chạy vậy lo lót đủ đường. Mẹ làm như thế là vì mày chứ vì ai hả? Là vì sĩ diện của bản thân mẹ và là vì mẹ ạ. Cái gì? Mày nói cái gì? Mẹ là tất cả là vì mày. Vậy mà bây giờ mày kết tội mẹ là vì bản thân à? Còn mẹ chẳng ai, nhục, nhục quá đấy. Tao hy sinh cả đời là vì mày. Bây giờ mày mất dạy, mày mất hiểu như thế thì tao còn sống làm gì nữa? Tao chết đi cho nó xong. Sẽ can đảm nắm chặt tay anh, hay hờ hững buông tay trong tuyệt vọng. Nếu một ngày ta sẽ mãi mãi xa nhau, anh có nuối tiếc những điều anh đã hứa. Yêu thương đã không mỉm cười với em, nơi xa và nói cô đơn tranh nhau về, chỉ mình em mới hiểu. Thiếu bàn tay ấm lòng nên mùa đông rất dài, một mình em bước theo trời vơi. Yêu thương đã không mỉm cười với em, vì em xua mà đêm lạnh sáng.